Thưa quý vị và các bạn, tôi là Trần Long, phóng viên của báo Kinh tế và Đô thị. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại trường Đại học Thủy lợi thuộc phường Trung Liệt, quận Đống Đa. Và được biết khu cách ly tập trung tại nhà K1 khu ký túc xá của trường Đại học Thủy lợi từ tầng 4 đến tầng 11 sẽ có 184 phòng và có thể đáp ứng được việc thu dung khoảng 552 người đến thực hiện cách ly. Sáng 31 tháng 5, lãnh đạo quận Đống Đa đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại trường Đại học Thủy lợi. Theo quyết định 2341 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cho phép quận Đống Đa thành lập khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nhà K1, ký túc xá trường Đại học Thủy lợi thuộc phường Trung Liệt, quận Đống Đa. Cụ thể, khu cách ly tập trung tại nhà K1, khu ký túc xá trường Đại học Thủy lợi từ tầng 4 đến tầng 11 có 184 phòng sẽ đáp ứng được việc thu dung khoảng 552 người đến cách ly. Tại tầng 1, khu nhà ăn sẽ được bố trí làm nơi sinh hoạt của lực lượng phục vụ. Tầng 2, khu hội trường được bố trí làm khu điều hành khu cách ly tập trung. Liên quan đến tiến độ thực hiện tại khu cách ly, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Hoàng Giáp cho biết. Cho đến thời điểm hiện nay thì trường Đại học Thủy lợi đã bàn giao cái mặt bằng và chúng tôi đã vào tiến hành thu dọn toàn bộ các cái phòng học của sinh viên trước đây, tiến hành tổ chức tổng vệ sinh, lên các danh mục cần phải chuẩn bị cho công tác đầu tư và các cái khu điều hành. Cho đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng đã cơ bản đã hoàn thành các cái công việc này và đã hoạch định những công việc cần phải làm và giao nhiệm vụ cho từng cơ quan chức năng để phối hợp cùng với Ban Chỉ huy quân sự tổ chức thực hiện. Trước đó, ngay sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trong ngày 27 tháng 5, Trung tâm Y tế quận Đống Đa đã tổ chức lớp tập huấn khung tiếp nhận cách ly y tế tập trung cho các lực lượng phục vụ tại đây. Đồng thời, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa cũng giao Ban Chỉ huy quân sự quận chủ trì và phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Trung Liệt, Trung tâm Y tế quận và Trường Đại học Thủy lợi tổ chức lực lượng thực hiện hoàn thành cơ sở vật chất để sớm đưa khu cách ly đi vào hoạt động.